xíu này mình thích. Mỗi lần đến đây thì mình đều không bỏ qua món nào mà chạy. Nó là đông đúc. Mình đang có mặt tại phía trước đường quốc lộ 1A, trước cổng của chùa Giác Hoa nha các bạn ha. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng nên mình muốn chia sẻ hình ảnh tại chùa Giác Hoa trong ngày rằm tháng giêng này. Thì rất nhiều xe lớn đậu ở ngoài quốc lộ nè, nối dài nhau luôn các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để có thể chia sẻ hình ảnh bên trong đông đúc như thế nào để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem ha. Thì mời các bạn cùng theo chân mình đi vào bên trong. Ở video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn hình ảnh ở Mẹ Nam Hải và chùa Hưng Thiện. Thì như khu vực đó thì ngày rằm rất là đông đúc. Thì trong những ngôi chùa ở Bạc Liêu thì chùa Giác Hoa cũng là một trong những ngôi chùa mà đông đúc nhất vào những ngày lễ Tết nha các bạn ha. Vào những ngày Tết thì chùa Giác Hoa rất là đông đúc luôn, xuyên suốt luôn bạn ha. Nếu mà các bạn đi xe lớn thì bắt buộc phải đậu ở ngoài lộ các bạn ha, và sau đó đi xe ôm hoặc là đi bộ vào, còn đi xe máy thì sẽ chạy vào bên trong chùa luôn. Nếu mà bên trong đông quá thì các bạn phải gửi xe ở ngoài, còn không thì các bạn cứ chạy qua đây. Bên trong rất là đông nè. Chùa lót gạch tàu rất là bóng các bạn ha, nên khá là trơn. Khi mà có mưa thì các bạn nên cẩn thận và chạy cẩn thận từ từ. Gạch này rất là trơn. Ok các bạn, đây là bên trong khuôn viên của chùa Giác Hoa. Thì dạ, trơn lắm, mình đi còn trơn nữa các bạn. Gạch này rất là trơn, nếu mà có nước này trơn dữ nữa. Đây, rất là nhiều xe, khá đông bà con đến đây để thắp hương và đi chiêm bái vào ngày rằm đầu năm. Trước tiên mình sẽ đi vào chánh điện ha. Đây các bạn, đây là phía bên trong chánh điện ha. Đây là không gian phía sau các bạn nha. Đó, có một hòn Nam Bộ nè.
phía xa đây có một tượng của vua Hai Ngó các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiến qua bên phía sau của chùa nha các bạn. Phía trước thì có bản tiểu sử của sư bà Giác Quang ở phía trước à, đối diện chánh điện. Thì các bạn có thể đến đây để đọc. Đó, dòng người đang đổ về chùa Giác Quang rất là đông đúc. Phía trước có tượng một Phật Di Lặc khá là lớn ở đây, nằm gần cái cổng đi vào các bạn ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến vào bên đây. Bên đây là không gian đại ăn của chùa. Thì khi mà đến với chùa Giác Hoa thì sau khi thắp hương xong, chiêm bái xong thì các bạn nên thưởng thức qua món bún rất lèo chay của chùa. Rất là ngon nha các bạn. Rất là ngon luôn. Thì các bạn nên thử qua một lần. Sẽ ghiền đó. Đây là linh vật mèo của chùa, được làm từ nắp chai nha. Rồi đây, cho các bạn xem hình ảnh phía bên cái khu vực mà ăn uống. Rất đông bà con. Món bún rất là chay ở đây rất là ngon, nên mọi người khi mà đến đây thắp hương xong, chiêm bái xong thì mọi người sẽ thưởng thức món bún rất là chay miễn phí ở đây ha. Rất là ngon luôn. Thì chút xíu đây mình sẽ thưởng thức. Mỗi lần đến đây thì mình đều không bỏ qua cái món bún rất là chay. Rất là đông đúc. Chị Giác Hoa năm nay thì có trang trí những cái hình dáng bốn loại trái cây các bạn ha, cầu dừa đủ xài đó. Đây là những cái trang trí mà các sư cô ở chùa thi nha, trang trí. Và trước Tết là mình đã có một clip quay cái buổi chấm điểm thi của các sư cô mà mình chưa có kịp để chỉnh sửa và đăng lên cho các bạn xem nữa ha. Thì hôm nào rảnh mình thì sẽ chia sẻ cái clip đó cho các bạn xem. Đó là cái buổi chấm thi, chấm cái trang trí của các sư cô đối với những cái tiểu cảnh ở chùa nè trong dịp Tết. Đây là các tượng Phật rất là đẹp. Đây là tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc các bạn ha. Xin lỗi các bạn, là Đức Phật Di Lặc. Rất là đẹp luôn. Cái bên là Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát các bạn ha. Đây.
vô tận ý Bồ Tát. Sư cô làm gì trưng bày đồ ra đây ta? Này cúng cái gì vậy cô? Bán à? Cúng nè. Ở trong là Dược Thượng Bồ Tát nha các bạn, Dược Thượng Bồ Tát đây. Còn đây Đức Phật Dược Sư nha. Đây mình sẽ đưa các bạn đi vào phía dưới của Đức Phật Dược Sư. Còn đây là Bủ Đàm Hoa Bồ Tát nha các bạn ạ. Còn ở đây là Dược Vương Bồ Tát. Còn đây là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cuối cùng là Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Đây. Rồi. Đưa các bạn qua bên phía trang trí của ta, của chùa, bạn bên hòn núi nè, ngọn núi nè, có tượng bán thân Bồ Tát rất là đẹp. Năm nay thì chùa trang trí Tết, đón Tết rất là đẹp các bạn ha, rất là lung linh. Đây là cổng trái tim nè. Đó. Rất là đẹp luôn, rất là lung linh. Tuy nhiên thì buổi chiều hôm nay thì rất là nắng các bạn ha. Nắng hướng trước mặt mình luôn nên hình ảnh hơi bị chói. Tết vừa rồi thì mọi người đến đây check in rất là nhiều nên chùa hồi đặt Tết rất là đông đúc các bạn ha, với những cái khung cảnh này các bạn rất thích chụp hình.
đi qua cây cầu này sẽ leo lên núi. Rồi, mình chia sẻ ngắn với các bạn một video clip về hình ảnh của chùa Giác Hoa trong ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm đầu tiên của năm 2022-2023. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt, chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý nha.